Chami tatiyam pi buddham sanang gacchami tatiyam pi dhammang sanang gacchami tatiyam pi sangham sanang gacchami iti piso bhagava arahang sammasambuddho viccharana sampanno sugato lokaviru anuttaro purisa dhammasa satisattha deva manussanang buddho bhagava sinatti me saranang anyang buddho me saranang varang etena satcha vacchena hotu me jayamangalang uttamangena vandeham padapam sumbhuruttamang Buddheyo kalito doso buddho kamadutang mamang Soakkhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko Chattang vedita bhunyuhi dinatthi me saranang anyang dhammo me saranang varang etena satcha vacchena hotu me jayamangalang uttamangena vandeham Thammeyo kalito doso dhammo kamatutang mamang Supattipanno bhagavato sāvaka saṅkho Ucupattipanno bhagavato sāvaka saṅkho Bhagavato Sāvaka Saṅkho Yadidaṃ Cattari Purisa Yugani Attha Purisa Puggala Bhagavato Sāvaka Saṅkho Āhuṇeyyo Pāhuṇeyyo Dakkhinayyo Añcalikaraniyo Anuttarang Puṇya Khettaṃ Lokassa Sankhayo kalito doso sankho kamatutang mamang Vandami cheti yaṃ sabbaṃ sabbaṃ sankhaṃ ca duvi sati sahaṃ sa kedassa satta sahaṃ sāni namāmi siha sāhaṃ te saṅkhaṃ maṃ ca saṅkhaṃ ca ādare na namāmi haṃ namakārānu pāvena haṃ tvā sabbe upaddave aneka antarāya divinassāntu asai sato sambuddhena buddhara satte attha cattali sa sahaṃ sa kevi sati satta sahaṃ sāni namāmi siha sāhaṃ te saṅkhaṃ maṃ ca saṅkhaṃ ca ādare na namāmi haṃ
ca ra lu pha về na ham toa sắp đề upat đa về aneka antaraya tivinat sam tua se sato sắp đề purati maya di saya sắp ta về ra su khi hòn tu sắp đề purati maya nu di saya sắp ta a về ra su khi hòn tu sắp đề đăng khi na ya di sa ya sa ta a về ra su khi hòn tu sắp đề đăng khi na ya nu di sa ya sa ta a về ra su khi hòn tu sắp đề phát chi ma ya di sa ya sa ta a về ra su khi hòn tu sắp đề phát chi ma ya nu di sa ya sa ta a về ra su khi hòn tu sắp đề uttara ya di sa ya sa ta a về ra su khi hòn tu sắp đề uttara ya nu di sa ya sa ta a về ra su khi hòn tu sắp đề upari ma ya di sa ya sa ta a về ra su khi hòn tu sắp đề hết thi ma ya di sa ya sa ta a về ra su khi hòn tu sắp đề sắp ta a về ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc kha hòn tu áp gia bất cha hòn tu ani kha hòn tu đi kha yu kha hòn tu a ro ga hòn tu sam phát ti hi sa nít chan tu su khi áp ta năng ta ri ha ran tu đúc kha phát ta chan nít đúc kha pha gia phát ta chan nít pha gia so cấp phát ta chân ni so ca hồn tu sắp đề tỳ pa ni no a ca sát tha cha phum ma tha đề wa na ga na hi ti ca un nhân no anu mô đàn tu chi răng ra an tu sa sa năng a ca sát tha cha phum ma tha đề wa na ga na hi ti ca un nhân no anu mô đàm tu chi răng rắc tham tu no ga ru a ca sát tha cha phum ma tha đề wa na ga na hi ti ca un nhân no anu mô đàm tu chi răng rắc tham tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum ma tha đề wa na ga na hi ti ca un nhân no anu mô đàm tu chi răng rắc tham tu pa ni no a ca sát tha cha phum ma tha đề wa na ga na hi ti ca un nhân no anu mô đàm tu chi răng rắc tham tu no sa da i đăng wa ta no un nhân a sa wa ca ya wa hang ho tu anagate ca le Xà thủ. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ thuyết lên thuyết giảng bài vi diệu pháp hôm nay cho chúng con được sự lợi ích ạ. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Con kính lễ sư ạ. Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Xin chào các Phật tử quý. Giờ hôm nay mình còn kính lễ sư ạ. Phần dạ. Phần nhị đề kinh chúng ta còn hai nhị đề nữa và hai nhị đề này thì cũng ngắn gọn. Nên hôm nay chúng ta sẽ đọc một file để thâu lại để làm cái phần bài học cho phần nhị đề kinh, một file riêng cho phần nhị đề kinh, rồi phần còn lại đó là phần bài giảng của hai nhị đề cuối cùng. Giờ tại cái phần đọc này để mình đọc làm cái bài học
Cho nên cần các Phật tử mình đọc đọc tốt một tí, tức là hạn chế sai tối đa thì mới được. Thì mình có 9 trang. 9 trang bây giờ là sư sẽ mời, tại sư biết các Phật tử nào đọc khá khá sư sẽ mời để chúng ta đọc để cho nó hạn chế sai. Bây giờ mỗi một người sư sẽ mời đọc 2 trang. Hai trang. Để chúng ta thâu lại để làm cái bài học, để sau này nếu mà các Phật tử nào muốn học thuộc lòng có thể nghe lại cái file này để chúng ta học thuộc lòng luôn cái phần nhị đề kinh. Học xong cái phần này các Phật tử đọc lại ở trong kinh Tạng, ở trong kinh Trường Bộ các chi pháp á. Dạ, là hầu như có ở trong cái phần này hết. Dạ, thì này sẽ cũng giúp cho mình nhớ được các chi pháp, cái cách liệt kê pháp ở trong kinh Tạng. Dạ, thì chúng ta nhớ được bao nhiêu hay bao nhiêu. Giờ mời xin mời cô Kim Cúc đọc trước cho lớp 2 trang. Dạ con chưa thấy. Chưa thấy hả? Thấy thấy cái tựa thôi sư sư. À, đọc đi. Dạ, dạ thưa cô sư, con xin đọc. A phí thăm má tí ta cá tạng a tì đàm thăm má sang gá ni bộ pháp tụ su tăng tí cá đúc cá ma tí ca nhị đề kinh. Dạ tới đó hết rồi sư. Dạ. Và số 1. Vichcha Phagino Thamma. Các pháp phần minh. Avichcha Phagino Thamma. Các pháp ví dụ điển chớp. Vachiru Bama Dham Thamma. Các pháp ví dụ. Sao đọc sao mà đọc không đúng vậy? Ủa xin lỗi con đọc lại. Dạ, đọc lại ha, đọc lại từ đầu. Dạ, chúng ta chỉ cần nhìn màn hình thôi, tại cái này mình đọc thâu để mình làm bài học. Dạ, con xin đọc lại. Thì nó sẽ bị đứt đoạn đi. Dạ. Dạ, đọc lại. Dạ, con xin đọc lại. Áp phí thăm má bí tá cá tạng a kỳ đàm thăm má sanh gá ni bộ pháp tụ xúc tăng tí cá đúc cá ma tí ca nhị đề kinh. Dạ thưa sư đã biết không con. Dạ. Số 1. Vichcha Phanigo thăm ma các pháp phần minh. Avichcha Phagino Thamma các pháp phần vô minh. Số 2. Vichchu Bama Thamma các pháp ví dụ điển chớp. Vachiru Vachiru Bama Thamma các pháp ví dụ sấm sét. Số 3. Bala Thamma các pháp ngu nhân. Mandita Thamma các pháp hiền trí. Số 4. Kangha Thamma các pháp hắc. Sukha Thamma các pháp bạch. Số 5. Tabaniya Thamma các pháp viêm. Atabaniya Thamma các pháp phi viêm. Số 6. Á thí quá chá na thăm ma các pháp định danh. Á thí quá chá na bá tha thăm ma các pháp cách thức định danh. Số 7. Ní rút tí thăm ma các pháp ngôn ngữ. Ní rút tí bá tha thăm ma các pháp cách thức ngôn ngữ. Số 8. Bánh nhất tí thăm ma các pháp chế định. Bánh nhất tí bá tha thăm ma các pháp cách thức chế định. Rồi mời cô Tịnh Hạnh. Dạ, cảm ơn sư. Cô Tịnh Hạnh có đó không?
Dạ, thưa sư, con xin đọc. Câu 9, Namancha, Rupancha, Danh và Sắc. Câu 10, Avichcha cha, Phavatanha cha, Vô minh và hữu ái. Câu 11, Phavadithi cha, Vipavadithi cha, Hữu kiến và phi hữu kiến. Câu 12, Sasatadithi cha, Ucce tadithi cha, Thường kiến và đoạn kiến. Câu 13, Antawadithi cha, Anantawadithi cha, Hữu biên kiến và vô biên kiến. Câu 14, Bhubbantanudithi cha, Aparantanudithi cha, Hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. Câu 15, Ahirikancha, Anottappancha, Vô tạm và vô úy. Câu 16, Hiricha, Ottappancha, Tạm và quý. Câu 17, Sovacchasattacha, Pabamittatacha, sẽ khó giải. Sovacchasattacha. Sovacchasattacha, Pabamittatacha, sự khó giải và có bản ác. Câu 18, Sovacchasattacha, Kaliyanamittatacha, sự dễ dãi và có bản lành. Dạ, thưa sư, xin hết. Rồi, mời cô một trang. Câu 19, Apati kusalata cha, Apati vutha na kusalata cha, thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. Câu 20, Samapati kusalata cha, Samapati vutha na kusalata cha, thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21, Thatu kusalata cha, Manasika ra kusalata cha, thiện xảo về giới và thiện xảo về tác ý. 22, Ayatana kusalata cha, Paticca sammuppada kusalata cha, thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. 23, Thana kusalata cha, Athana kusalata cha, thiện xảo về vị trí và thiện xảo về phi vị trí. 24, Ajjavo cha, Madjavo cha, chánh trực và nhu thuận. 25, Khanti cha, Sorechan cha, nhẫn nại và nghiêm tịnh. 26, Sakhalayan cha, Patisantaro cha, cam ngôn và tiếp đãi. 27, Iriyesu Aguta Dwarata cha, Phochane Amatanyuta cha, không phù hộ môn quyền và không tiết độ vật thật. 28, Iriyesu Guta Dwarata cha, Phochane Amatanyuta cha, phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thật. Đọc 25, 26, đọc cho nó có chữ. Mời cô Phúc Vị Chung. Dạ, 29, Mút Tha Sách Chành Chá A Sầm Ba Chành Nhành Chá, thất niệm và không tỉnh giác. 30, Sa Ti Chá Sầm Ba Chành Nhành Chá, niệm và tỉnh giác. 31, Pati sằng khà na ba lành cha phà qua nà ba lành cha, giác sắc lực và tu tiến lực. 32, Samatho cha vi ba sa nà cha, chỉ tịnh và quán minh. 33, Samathani mít tành cha bắc gà hani mít tành cha, chỉ tịnh ấn chứng và chiếu cố ấn chứng. 34, Bắc gà hồ cha vi khề bồ cha, chiếu cố và bất phóng dật. Ba mươi lăm, xì la quy bát ti cha đi thi quy bát ti cha, giới lụy và kiến lụy. 36, xì la sầm ba đà cha đi thi sầm ba đà cha, giới mãn túc và kiến mãn túc. 37, xì la quy suốt ti cha đi thi quy suốt thi cha, giới tịnh và kiến tịnh. 38, đi thi quy suốt thi khổ banaya thà đi thi sacchapat thà nằng, có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần.
39 sằng quê gồ cha sằm quê cha ni dê su thà nề su sằng quýt gác sa cha dồ ni sô ba thà năng. Người bị động trong những sự kiện đáng bị động và đối với người bị động có sự khéo tinh cần. Chữ bình lý này mình đọc, đọc đứt ra từng từ ha. Ví dụ như là cú sa lê su tham mê su, chứ mình không có đọc chạy qua giống như đọc kinh được. 40. A sằng tu thi tà cha cú sa lê su tham mê su áp ba ti hòa ni tà cha ba thà na mình. Thái độ không tri túc thiện pháp và thái độ không thối thất tinh cần. 41. Quýt trà cha huy mút tí chá. Quýt trà cha huy mút tí chá. Minh và giải thoát. 42. Kha dề nhà nằng a núp bà đề nhà nằng tí. Trí đoạn tận và trí vô sanh. Dạ. Rồi, cứ tạm vậy đi. Dạ, con kính trên sư. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang phần bài học hai nhị đề còn lại. Giờ hai nhị đề còn lại đó là câu pháp nhị đề số 41 và 42. Mình có số câu pháp số 81, 82 đó là Vichà Chá, Vimutti Chá, Minh và Giải Thoát. Rồi câu pháp số nhị đề số 42. Mình có câu pháp đó là 83, 84 là Khay Giác Nhà Năng, Anupadi Nhà Năng Tí, là Trí Động Tận và Trí Vô Sanh. Vậy chúng ta xem lại ở trong phần giải thích. Phần giải thích ở trong chánh tạng, ở trong mục số 876, trang 352. Ai có lật sẵn mình đọc luôn hai mục đó, cái phần giải thích ở trong chánh tạng ra để đến khi chúng ta nghe giảng. Cho ai có sách sẵn. Có ai lật sách sẵn không? Dạ, có. Con thưa sư, con xin đọc ạ. À. 876, lời nói, minh, tức tam minh, là túc mạng trí, minh, thú tình sanh tử trí minh, lậu tận trí minh. Lời nói, giải thoát, có hai giải thoát, là tâm giải thoát và niết bàn. 877, lời nói, trí đoạn tận, là trí hiệp với đạo, lời nói, trí vô sanh là trí hiệp với quả. Dạ, rất nhị đề kinh ạ. Rồi, cảm ơn. Thì đó là phần giải thích ở trong chánh tạng. Phần giải thích trong chánh tạng. Giờ chúng ta xem, giờ chúng ta học nghe phần giảng. Thì thật ra ở trong chánh tạng nói như vậy nó đã quá rõ ràng. Chúng ta nói thêm thôi. Nói thêm thôi. Thì trước tiên là nhị đề số 41, câu pháp số 81 thì nói về minh. Yeah. Thì minh ở trong chánh tạng, trong trường hợp này cũng nói cho chúng ta đó, rõ đó là cái cách, cái từ ngữ nó hơi khác một tí. Thay vì trước đây mình thường sử dụng là gì? Túc mạng minh, rồi sanh tử minh, lậu tận minh. Thì ở đây xài từ, nó vừa xài cái, cho cái chữ nhà nát, vừa xài cái chữ cho quýt cha, nhưng mà nó cũng chỉ là ba loại trí đó thôi, là túc mạng, túc mạng trí minh. Tại nó có tới hai chữ, cái chữ nha ná mình xài là trí, cái chữ quýt cha mình xài là minh. Yeah. Nhưng mà nếu mình đọc cái này theo ở trong quy diệu pháp, nếu mình đọc ở trong kinh tạng thì chúng ta chỉ thấy cái xài cái chữ đó là poppe ni vượt qua sa nu sti nha ná, rồi chú tu bốc ba tại nhà nát, sau quắc khay giác nhà nát,
Nhưng mà trong cái cách giải thích để chứng được ba loại minh này á, thì đó là sự dùng cái chữ đó là Witcha, tức là chứng đạt áp, ví dụ như là dùng cái chữ là quyết chăng Athigatang, ví dụ vậy, đã chứng đạt quyết cha Athigato, ngài đã chứng đạt được minh thứ nhất ở canh đầu tiên, minh thứ hai ở canh thứ hai, minh thứ ba ở canh thứ ba đó, thì sử dụng chữ quyết cha. Để trong trong tạng vi diệu pháp thì lại sử dụng cả hai từ, tức là vừa sử dụng cho cái chữ nha mát, vừa sử dụng cho cái chữ quyết cha để chỉ cho ba loại minh. Thì túc mạng minh ở đây nó chỉ cho trường hợp đó là người có minh này có khả năng thấy được cái kiếp sống của mình trước đây như thế nào, tái sanh ở đâu và như thế nào, như các câu chuyện tiền thân mà Đức Phật ngài kể lại lúc mà ngài còn Bồ Tát, thì cái thấy đó là của túc mạng minh hay là túc mạng trí. Thứ hai đó là hữu tình sanh tử trí minh, hay là sanh tử trí, hay là sanh tử minh. Thì đó là chỉ cho cái trường hợp mà người mà chứng đắc được thần thông ở loại này, thần thông ở loại này đó là có khả năng đó, có khả năng đó là thấy được cái sự sanh tử của chúng sinh. Dạ, yeah. Chỉ có Đức Phật thôi là ngài thấy được tất cả, còn các vị còn lại, ví dụ các vị thánh đệ tử còn lại nếu mà có thì nó cũng rất là hạn chế, nó không thấy được tất cả. Dạ. Cái câu chuyện này chúng ta thấy là có một trường hợp lúc mà ngài Kassapa này, ngài ngồi quan sát cái sự sanh tử của chúng sanh, thì Đức Phật lúc đó Đức Phật ngài không cho. Đức Phật ngài nói là cái khả năng đó nó không phải là cái khả năng của một vị thánh đệ tử, mà là cái khả năng của một bậc chánh đẳng chánh giác, và chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác thường ngài mới có thể thấy được hoàn toàn, còn cái khả năng của vị thánh đệ tử nếu mà có thì nó cũng rất là hạn chế. Tức là thấy nhưng mà cũng rất là hạn chế, không được tất cả. Còn trường hợp thứ ba đó là lậu tận minh hay là lậu tận trí, thì đó là trí mà đoạn tận các lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thì cái lậu tận trí này sẽ giúp cái người tu tập á, người tu tập á, họ biết là họ đã có khả năng và chứng đắc được ở cấp độ nào, của các bậc thánh. Cho nên các bậc thánh khi mà chứng đắc được thánh quả, các bậc thánh quả quả và đoạn trừ các lậu hoặc, các kiết sử, là bản thân các ngài đều biết rõ, đều biết rõ, chứ không phải là chờ đến Đức Phật nói thì các ngài mới biết, không phải như vậy. Là bản thân các ngài đã biết rõ mình đã đoạn trừ được các phiền não, các kiết sử ở cấp độ nào, là vì do nhà có cái lậu tận trí. Thì vì cái này nó liên quan đến trí thôi, cho nên chi pháp nó phải là tâm sở tệ quyền, có mặt trong ba loại minh hay trong ba loại trí đó. Đó là câu pháp số 81. Câu pháp số 82 thì nói về giải thoát. Thì giải thoát ở đây cũng đã giải thích cho mình gì? Có hai giải thoát là tâm giải thoát và niết bàn. Thì tâm giải thoát ở trong trường hợp này á, thì đó là chỉ cho nó chỉ ở đây nó chia ra hai trường hợp. Trên cái trường hợp thứ nhất đó là tâm giải thoát ở trong trường hợp này chỉ cho tâm giải thoát ở cấp độ đó là các bậc thiện chứng. Các bậc thiện chứng tức là giải thoát bằng cách chứng đạt được thiền định. Rồi thì cái giải thoát thứ hai ở cấp độ cao hơn đó là chứng được niết bàn. Chứng được niết bàn. Thì đó là đoạn trừ được tất cả các lậu hoặc. Ở trong trường hợp này thì chỉ cho cả tứ quả, tức là chỉ không phải là chỉ chứng ở cấp độ của bậc thánh tu đồ hoài, mà ở đây là vì nó đã xót xác trừ tất cả các phiền não, cho nên ở đây nó là bậc thánh a la hán. Thì đây là trường hợp mà trình bày hai sự giải thoát ở trong trường hợp này. Ngoài ra chúng ta học á, ở trong kinh tạng chúng ta còn có tìm thấy nhiều cái cách trình bày về sự giải thoát khác, thí dụ như là tâm giải thoát và tuệ giải thoát.
trong một số bài kinh Trung Bộ mà trước đây các tử mình có học, sư cũng hay giải thích cái chữ này. Tại khi mà trình bày về giải thoát thì thường đề cập đến hai loại giải thoát này. Thì cái chữ tâm giải thoát á, ở trong trường hợp này á, nó khác hơn trường hợp trên một tí. Tâm giải thoát ở trong trường hợp này á, chỉ cho sự giải thoát của bậc thánh mà cao nhất đó là bậc thánh A-la-hán và các ngài có chứng thiền định. Tức là có chứng thiền định. Còn tuệ giải thoát Panyamimutti trong trường hợp này đó là chỉ cho cái sự giải thoát mà của các bậc thánh mà chuyên tu về thiền quán, tức là chỉ có trí đoạn trừ được phiền ảo nhưng mà không có thần thông, không có chứng thiền định, nên gọi là tuệ giải thoát. Thì đây là một cái cách trình bày giải thoát khác nữa, nhưng mà trong trường hợp thứ hai, trường hợp này á, là cả hai trường hợp đều chỉ cho các bậc thánh và cao nhất đó là bậc thánh A-la-hán. Rồi trong bài kinh 29-30, bài kinh tiểu kinh ví dụ lõi cây, đại kinh ví dụ lõi cây á, mình cũng gặp hai trường hợp giải thoát. Ở trong đó thì trình bày đó là thời giải thoát và phi thời giải thoát. Thì thời giải thoát ở trong trường hợp đó nó là vì cái thời giải thoát này nó còn có thể thay đổi, là chỉ cho cái sự giải thoát của người tu tập chứng đắc được thiền định, chứng đắc được thiền, các tầng thiền. Còn phi thời giải thoát ở đây nó là chỉ cho sự giải thoát mà chứng đắc được đạo quả và cao nhất cũng là bậc thánh A-la-hán. Thì đây là cũng một cách trình bày về các giải thoát chúng ta tìm thấy ở trong kinh Tạng. Ngoài ra thì ở trong chú giải thì còn trình bày cho chúng ta đó là có 5 trường hợp giải thoát. Thứ nhất đó là gọi là giải thoát tạm thời, gọi là ta đăng các bí mục tí. Thì cái giải thoát tạm thời ở đây nó là giải thoát bằng sát na tâm thiện. Tức là khi mà tâm thiện sanh khởi, đẩy lùi được tâm bất thiện, thì trong lúc đó người ta cũng được giải thoát. Nhưng mà vì cái trạng thái tâm giải thoát này nó quá yếu, nó quá yếu, cho nên nó chỉ là thay đổi bằng sát na. Cái trường hợp thứ hai đó là khá hơn, đó là giải thoát bằng 5 chi thiền, tức là bằng cấp độ thiền định. Cấp độ thiền định thì nó lâu hơn, vì người an trú được ở trong, nếu mà họ nhập định, an trú được ở trong tâm định, thì cái thời gian họ hưởng cái an lạc của sự giải thoát mà không bị phiền não chi phối á, thì nó lâu hơn so với cái giải thoát ở sát na tâm thiện bình thường. Rồi cái cấp độ thứ ba đó là giải thoát do đoạn trừ. Cái giải thoát do đoạn trừ smucci ở trong trường hợp này đó là chỉ cho sự giải thoát của tâm đạo sát trừ phiền não. Tâm đạo sát trừ phiền não, tức là chỉ cho 4 cấp độ tâm đạo: sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Khi mà sanh lên và sát trừ phiền não thì đó cũng là một hình thức giải thoát. Và cái thứ tư đó là giải thoát do đắc quả, tức là khi mà chứng được cái tâm quả, thì cũng là một hình thức giải thoát, gọi là Paripassatimutti. Rồi cái cuối cùng đó, giải thoát cho vô dư niết bàn Nisanamutti. Giải thoát cho vô dư niết bàn ở đây tức là không có còn cái thân tâm uẩn nữa. Các trường hợp giải thoát, ngay cả trường hợp giải thoát bằng tâm đạo tâm quả, thì dù đoạn trừ phiền ảo nhưng mà thân năm uẩn của người giải thoát này vẫn còn. Thí dụ như là Đức Phật lúc mà ngài còn tại tiền, các vị thánh đệ tử lúc mà còn tại tiền, dù các ngài đã đoạn trừ được phiền não nhưng mà vẫn còn cái thân năm uẩn. Và vì còn cái thân năm uẩn đó cho nên có thể làm cái sắc thân bị đau khổ, bị bệnh tật chi phối. Nhưng mà đến giải thoát cho vô dư niết bàn á, thì lúc đó không có còn thân năm uẩn nữa. Thì ở đây chúng ta để ý đó là nếu mà nói từ giải thoát đoạn trừ, giải thoát đắc quả, giải thoát cho vô dư niết bàn, thì ở trong trường hợp đó là các phiền não đã được đoạn trừ hoàn toàn,
hoặc là từng cấp độ, như từ tu đồ quần, tứ đà hàm, a la hàm và a la hán thì là từng cấp độ, từng cấp độ phiền não động từ dần đi, nếu chúng ta tính theo 10 điều kiết sự. Còn ở trong trường hợp mà giải thoát tạm thời với giải thoát thiền định, giải thoát thiền định thì do có năm thiền cái nó đè nén được, xin lỗi, năm chi thiền đè nén được năm thiền cái. Nhưng cái phiền não đó thì nó hoàn toàn, tức là chỉ trong thời gian hành giả còn giữ được cái tâm thiền. Còn nếu mà bị hoại thiền thì các phiền não hoàn toàn sanh trở lại. Cái trường hợp giải thoát tạm thời lại còn yếu hơn, tức là chỉ thay đổi được cái trong cái khoảnh khắc tâm thiện sanh khởi. Như vậy cái, nhưng mà ở đây khi mà liệt kê như vậy cho chúng ta thấy là giải thoát là gì. Thật ra cái giải thoát nó không phải gì đâu xa theo cái cách trình bày ở chú giải ở đây. Thì cái giải thoát ở đây là sao? Tức là khi mà mình an trú được ở trong tâm thiện, đẩy lùi được tâm bất thiện, thì lúc đó được giải thoát. Và nó từng cấp độ, giống như được trình bày ở đây. Khi chúng ta nghĩ giải thoát là cái gì đó là sâu xa, nhưng mà thật sự là giải thoát là gì? Theo cách liệt kê như vậy thì giải thoát tức là sao? Khi mình an trú được ở trong tâm thiện và đoạn trừ được tâm bất thiện, thì được giải thoát. Không phải là mình phải đi tìm ở đâu đó để mình có được sự giải thoát, nó không phải như vậy. Vì chi pháp ở đây mình trình bày nhiều hình thức giải thoát, đó là mình trình bày mở rộng thêm để các tỉnh học thêm cái cách giải thoát được trình bày trong kinh tạng ở chỗ này chỗ kia và trong chú giải thôi. Nhưng mà nếu mình căn cứ trên cái cách giải thích của hai sự giải thoát trong chánh tạng trong trường hợp này, tức là cái giải thoát thứ nhất đó là giải thoát bằng tâm thiền, thứ hai đó là giải thoát bằng niết bàn. Giải thoát niết bàn tức là từ cái hành giả tu tập tâm thiện, hành giả tu tập mà chứng đắc được thiền định, rồi phát triển thêm nữa từ cái thiền định đó để chứng đắc được thánh quả. Cho nên ở đây mới liệt kê cái chi pháp đó là tâm chính tâm thiền đáo đại, và chính tâm tố đáo đại cùng với tâm sở phối hợp. Nhị đề số 42 là nhị đề cuối, thì chúng ta có trước tiên là chúng ta có câu pháp số 83. Thay vì nhà năng trí đoạn tận, thì trí đoạn tận ở đây chúng ta thấy là trong chánh tạng cũng giải thích cho mình rất là rõ. Trí đoạn tận ở đây là trí hiệp với tâm đạo, tức là trí mà có mặt ở trong đạo, tâm đạo đó, trí đó nó có vai trò đó là sát trừ phiền não, đoạn tận các lậu hoặc. Hay nếu mà chúng ta nói theo 10 điều kiết sự thì ví dụ như là cái trí mà có mặt ở trong tâm sơ đạo, ở trong sơ đạo thì trí đó nó sẽ đoạn trừ được ba cái kiết sự, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Trí có mặt ở trong tâm nhị đạo nó làm nó đoạn trừ được một số tâm, một số tức là làm giảm nhẹ dục ái và sân, tức là nó cũng có, thật ra là nó cũng đoạn trừ được một số loại tâm mà nó sanh khởi ở trong trường hợp đó. Nhưng mà vì nó không đoạn trừ được hoàn toàn hai cái kiết sự đó, cho nên là nó chỉ được xếp vào ở trong trường hợp đó là giảm nhẹ, làm giảm nhẹ dục ái và sân, tức là những cái tâm mà sanh khởi liên quan đến dục ái và sân á, mà có sức mạnh á, nó yếu đi, nó yếu hẳn đi. Tức là những tâm đó nó vẫn được đoạn trừ, nhưng mà vì nó không được đoạn trừ tất cả, cho nên ở đây nó chỉ được xếp vào trường hợp đó là giảm nhẹ dục ái và sân. Rồi trí có mặt ở trong tâm tam đạo thì trí đó thì đoạn trừ được hoàn toàn dục ái và sân. Hay còn nói gom cả trường hợp thứ nhất đó là
đoạn trừ được năm hà phần kiết sự. Dạ. Rồi trí trong tứ đạo lúc đó là đoạn trừ cả năm thượng phần kiết sự. Dạ. Cho nên mới nói đó là trí mà đoạn tận ở trong trường hợp này đó là chỉ cho trí có mặt ở trong 4 hoặc 20 tâm đạo. Thì vì ở đây nó là trí đoạn tận có mặt ở trong tâm đạo á, cho nên mình nói đến trí á, thì nó liên quan đến là tâm sở tệ quyền. Thì tâm sở tệ quyền ở đây có mặt trong 4 hoặc 20 tâm đạo. À, tại nên nó chỉ nói đến tâm đạo thôi. Cái trường hợp thứ hai là trí vô sanh. À, trí vô sanh. Cái từ tâm thiện, từ tâm thiện mà chúng ta tạo ra, ví dụ tâm thiện hợp trí, tạo ra cái tâm quả hợp trí đưa đến tái sanh, đó là người tâm nhanh. Thì cái trí có mặt ở trong tâm quả đó, nó vẫn là dẫn đến đưa đến sự tái sanh. À, nhưng mà cái trí mà trí vô sanh ký có mặt ở trong tâm đạo đó, nó không có làm cái việc đó. À, mà trí của tâm có mặt ở trong tâm đạo ở đây sao, nó không có đưa đến sự sanh tử giống như là trí mà có mặt ở trong cái tâm quả của tâm thiện. À, là vì cái trí này không có đưa đến sự tái sanh giống như là ở trong tâm thiện, giống như là ở trong tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc giới. Cho nên cái trí này người ta gọi nó là trí vô sanh. Và trí vô sanh này thì nó chỉ có mặt ở trong 4 hoặc 20 tâm quả siêu thế. Trí 20 tâm quả 4 hoặc 20 tâm quả siêu thế. 4 là mình nói theo ở trong trường hợp đó là đối với các bậc thánh mà không có thiện. Còn 20 đó là mình trình bày theo 4 bậc thiền. Mỗi một bậc thiền có 5 loại tâm, cho nên cộng lại 4 bậc thiền đó là có 20 loại. Thì đó là phần nội dung của cái bài học ngày hôm nay, nó chỉ có bao nhiêu đó. Chỉ có bao nhiêu đó. Thì thôi bữa nay mình nghỉ sớm rồi, kỳ sau đó chúng ta sẽ học sang chuyển sang phần nhị đề kinh. Phần đầu đề nhị. Phần đầu đề nhị mà trình bày theo vi diệt pháp. Phần đầu đề nhị trình bày theo vi diệt pháp nó khó hơn phần nhị đề kinh. Nó khó hơn, nó phức tạp hơn. Thì chúng ta cũng từ từ tìm hiểu, tại vì mình ở trong bộ pháp tụ này á, đúng là mình học là mình lựa học từ cái dễ trước. Tức là mình đồ pháp tụ này trình bày trước đó là phần đầu đề tam, sau đó là đầu đề nhị, rồi cuối cùng là nhị đề kinh. Bây giờ mình học ngược lại, tí tên học giỏi quá cho nên học ngược lại, mình phải học từ cái dễ trước rồi sau đó chúng ta học cái khó sau. Tức học nhị đề kinh trước rồi sau đó nó khó hơn một tí, đó là đầu đề nhị được trình bày theo vi diệu pháp, rồi cái khó hơn nữa đó là đầu đề tam. Đầu đề tam. Thôi bữa nay mình tạm học bao nhiêu đây. Bữa nay cũng ngày lễ mà học như đây cũng đủ. Rồi chúc các thể mình sức khỏe hay an vui. Mùa bổ xưa Thích Ca Mâu Ni Phật xin tạm biệt lại cho thân. Dạ. Sa thú. Dạ, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng con kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay là nhị đề kinh số 41 và 42, dứt phần nhị đề kinh. Dạ, chúng con sẽ cố gắng học và hành theo để có sự lợi ích trong đời này và đời mai sau. Dạ, bài học đã kết thúc. Xin mời đạo hữu Ngọc Trân thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy. Dạ, con xin thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báu có được đến chư thiên. Akasatha cha phumma tha di wa na ga mahithika. Bồn nhân nô anô mô đông tu chi răng ra khó tu sa sa năng. A ca sa tha cha phum ma tha đê wa na ga ma hi thi ca. Bồn nhân nô anô mô đông tu chi răng ra khó tu nô ga ru. A ca
sa tha cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ca bu năng no an o mo đăng tu chi răng ra khan tu nha ta yo a ca sa tha cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ca bu năng no an o mo đăng tu chi răng ra khan tu pa ni no Akasatha cha phom ma tha di wa na ga ma hi thi ca bun nhang no anumodang tu chi rang ra khan tu no sada idang watano bun nhang asawa khaya wa hang ho tu anagate ka le sa thu. Dạ, bài học đã kết thúc. Chúng con kính tri ân sư Tinh Tuệ. Dạ, kính chúc quý sư, quý cô tu nữ, sức khỏe và an vui. Dạ, kính chúc quý đạo hữu được mạnh khỏe.